tiến lên. Dạ đừng có ngại, quý vị phải hãnh diện. Mình là những người vợ của những người đầy tớ của Chúa Hầu Việt Nam, không có gì mà ngại ngùng cả. Cho nên tôi honor để mời quý vị lên đây trước để chúng tôi có những món quà để gửi tặng cho quý vị. Ai nữa không? Còn ai trong những người trong ban lãnh đạo trong trong giờ này, mời quý vị tiến lên để chúng tôi có đủ quà không? Đủ không? Dạ, cảm ơn Chúa. Chị Sylvia đã chuẩn bị hết tất cả những điều đó. Còn ai nữa không? Mình dạ, tiến lên liền. Dạ, dạ tiến lên. Dạ. Tiếp theo, xin mời quý đại tớ của Chúa và những người lãnh đạo đứng ra phía dưới đó. Xin mời quý đại tớ của Chúa và những người lãnh đạo mạnh dạn tiến lên trên đây, và chúng tôi cũng có món quà để gửi tặng cho quý vị. Xin mời quý vị mục sư đứng phía sau người nữ ha. Dạ, lady first. Rồi xin mời quý vị mục sư lãnh đạo, mình làm đi. Mình là người lãnh đạo mạnh dạn mạnh mẽ lên đi. Dạ, xin mời quý vị và xin mời mục sư cầm thấy gì chuẩn bị một món quà để gửi tặng cho quý ông mục sư. Dạ. Sau giờ này thì ban lãnh đạo và những ban hát, những người tập hát thì sẽ đứng tại nơi đây và thầy Thiên Văn sẽ tập hát cho chúng ta. Nhưng mà trước khi tập hát thì sau những người này chụp tấm hình rồi thì quý vị nào muốn mời quý vị tiến lên hết phía sau để chúng ta cùng chụp chung một tấm hình để làm lưu niệm. Và trước khi quý vị lên thì tôi xin được hân hạnh để giới thiệu có hai vị khách rất là đặc biệt đối với chúng ta đến với chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Đó là ông hội trưởng của Bùi Mạnh Hùng, là hội trưởng của tại Maryland, tôi cũng thường đến ở tại nơi đó gặp gỡ và thăm tình. Cho nên cảm ơn ông Bùi Mạnh Hùng đã dành thời giờ đến với chúng tôi trong buổi tối hôm nay và được gặp gỡ. Xin mời ông hội trưởng đứng lên để chúng tôi nhận biết duyên dáng của ông để chúng tôi chào mừng và hội thánh các hội thánh trong vùng để chào mừng ông. Người thứ hai đó là anh Hoàng Long, là người bảo vệ văn hóa cũng như nghệ thuật của người Việt. Và cảm ơn, đây là một trong những nhân tài trong cộng đồng của chúng ta rất là quý mà cũng đã dành thời giờ để đến để thăm viếng với chúng tôi. Xin mời anh Hoàng được đứng lên để chúng tôi chào mừng. Trong vòng quý vị còn có ai nữa không ạ? Thế rồi bao xin cho một vài tấm hình. Cho tôi đứng vô chụp tấm hình cái. Dạ tôi đâu rồi. Đi đâu được hết, tại vì lấy quà là không có được đi. Nhận quà là phải đứng đó mà làm việc. Anh Thiên Anh ready chưa? Thầy Thiên Anh? Dạ không, anh có cái keyboard đây nói rồi. Anh lên đây để tập luôn. Để rồi qua bên kia tụi nó. Bây giờ đây mà qua nó hết nửa tiếng á. Dạ. Rồi ok. Anh Thiên Anh, thầy Thiên Anh. Ok, rồi bây giờ tôi mời quý vị có thể nào quý vị tiến lên, chúng ta chụp chung một tấm hình lưu niệm với nhau được không quý vị? Với những người mục sư của mình, lãnh đạo của mình, mời quý vị cùng tiến lên và hồi nãy anh Tâm nói chụp hình sao? Đứng xuống đây mặt thường một hàng à? Dạ, có thể cho họ lên chụp chung với nhau được không?
Rồi có bài hát chưa? Rồi đứng yên và cho hát. Tại vì quý vị lên chụp hình, lên chụp một tấm hình quý vị. Quý vị lên chụp một tấm hình đi, trong lúc thầy Thiên Anh chuẩn bị cho ban hát, mời quý vị tiến lên. Chúng ta chụp chung với nhau một tấm hình với những người mục sư lãnh đạo của mình. Xin mời quý vị cùng tiến lên. Cái tay nào? Thấy hết không? Thấy hết không? Để cho quý bà đứng lên. Này mi đâu có đứng lên đâu. Rồi rồi, mấy bà đứng lên dưới đây một phần. Đồng quá. Mấy bà cao quá mà. Phương, chị Phương tránh ra, bị dính. Mang quay không? Anh chưa quay không? Chưa, cứ chụp hình trước đi. Quý vị cứ lên mạnh dạn, cứ lên nè, để mình chúng ta chụp hình là chúng ta có tập hát một bài. Có bài hát hết chưa? Rồi quý vị lên hết trước vô luôn. Mời quý vị cô Yến, ông mấy quý vị lên chụp hình. Dạ lên đi, lên. Còn ai nữa quý vị cứ lên cả nhà lên nhé. Sang. Ok, giờ quay phim nha. Đài truyền hình SBS á. Dạ, cái không phải. Dạ không phải, cái đó bị TV. Bị TV. SBS chưa tới. Có livestream rồi, khỏi cần. Ok, tập. Ok, em xin một tấm nha. Một, hai, hỗn loạn. Ok. Một, hai, ba. Dạ. Rồi, dạ, xong. Xin quý vị cũng là những người lãnh đạo hãy đứng luôn về thầy Thiên Anh tám bài hát để chúng ta tập ôn lại cái bài này. Quý vị là những người nào mà chưa tập đó thì ráng mà tập cái bài này ở lại để mà tập. Lãnh đạo và quý vị mục sư. Ok, mi mu lên chút xíu.